Nha sang Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng nhất online cùng với chúng mình trong bài học kanji lớp năm lớp ba kế tiếp ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau học các chữ sau. Nha sang hajime Chúng ta bắt đầu nhé. Chữ đầu tiên chúng ta sẽ học đó là chữ anh. Anh ở đây trong mang chữ anh ở đây đọc là e trong ego tiếng anh. Như các bạn lưu ý này, nước Anh thì sẽ không dùng cái từ 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 A này đi kèm mà khi đó nó sẽ sử dụng igiris trong chữ English ấy, it is có chữ e trong eu chữ anh cộng với chữ hùng hùng dũng ấy, anh hùng it is có ví dụ go kaku toshite no eiho o manabu go sẽ nói no mà o manabu học tiếng anh Toshite no với tư cách hay là như là go gaku là cái một cái ngôn ngữ học môn ngôn ngữ học idesca chữ gì chữ chất trong chất lượng chữ này đi theo âm hán nhất là chính trong sít chữ chị hoặc chị chữ trong sít chữ câu hỏi chúng ta hay hỏi ở trên lớp chúng ta sẽ hay hỏi là gì sumon ga gozai masuka hoặc ga các bạn có câu hỏi gì không hoặc các em có câu hỏi gì không nhưng mà khi chúng ta dùng với lại muốn hỏi ai một cái gì đó trong um, trong kinh doanh chẳng hạn thì chúng ta lại không sử dụng như vậy lưu ý cho mình lưu ý chỗ đó ạ à. chữ kỵ đọc là xít chữ trong ví dụ xê xít chữ xê chữ tính chất này ở trong lớp sẽ hỏi là gì khi tốt chữ shite mo i desu ka khi tốt chữ shite mo i desu ka tôi có một câu hỏi hoặc là gì tôi hỏi một câu có được không, không? À, tôi có thể hỏi bạn một câu được không i desu ka tôi dỗ xin mới các bạn hỏi bao nhiêu câu cũng được đúng ạ sang chữ Chất rồi, và bây giờ sang chữ vấn hỏi. Và đọc là mon trong môn đai vấn đề. Hoặc là gì? Bài số đấy. Đọc là to hoặc tung. Ví dụ thôi là câu hỏi. Trong một cái môn đai lớn thì sẽ có thôi, câu hỏi nhỏ. Ví dụ, môn đai o kata Giải quyết vấn đề. Chính là gì? Môn đai o kai suru chữ sử Cả hai từ đó đều mang ý nghĩa giải quyết vấn đề. It is có. Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ thuyết. Đọc là xét chữ hoặc xét hoặc d. Xét chữ ví dụ xét chữ mê, thuyết minh hoặc giải thích. Đọc là tô trong thuốc cử giải thích. Hai cái từ này đều mang ý nghĩa như nhau nhưng mà bên trên là gì? Hai chữ hán thôi. It is có. Ê, câu này thú vị ghê nè. 一度きり説明する一度きり eh, là Thử, ý là không có một cái lần nào khác lần thứ hai đâu mà đây là gì chỉ giải thích một lần thôi ideska sugae kibise nghiêm khắc đúng không ạ chúng ta sang chữ kế tiếp đó chính là chữ viễn có nghĩa là xa ví dụ enryo đọc là en trong ví dụ enryo đôi khi đọc là ông, 伊德卡 nhưng trong phần này chúng ta sẽ đọc là gì? 客客 điệu khách khí ngại à phần này khi các bạn lên quan tới mời ăn uống chẳng hạn khách mới tới chơi hoặc là ngồi về bàn ăn chẳng hạn khi đó sẽ nói là là gì? En điệu là ta cứ răng ta xin đừng ngại hãy ăn nhiều vào nhé 伊德卡 thôi trong xa Ví dụ, tôi to bằng với độ Cái địa điểm hoặc cái nơi này. Làm sao? Omo wanakata đã không nghĩ rằng làm sao nó thôi xa. Cái gì ạ? ba Basho, cái địa điểm. Có nghĩa là gì? Tôi không nghĩ là cái địa điểm này nó lại xa tới vậy. Itisuka, chất chữ ghi. Chúng ta sang từ kế tiếp. Chữ viễn rồi ngược lại sẽ là chữ cận mang ý gần. Cho nên chúng ta có từ cận thị đó đó các bạn ạ à. đấy cận đọc là kinh ví dụ kinjo cận cộng với chữ sở chính là gì kinjo là người hàng xóm hàng xóm ấy xin lỗi không phải Kinh trong kinjo hàng xóm Chika trong chikai gần à, chúng ta cũng có thể một từ khác nữa là chikaku cũng mang ý gần ides có Wakanya và Eke ni chikai Chỗ này chúng ta có thể đọc là Ya hoặc là Ie hoặc uti, có ka Làm sao? Nhà của chúng tôi làm sao? Eke ni gần hoặc là ở cạnh ga Tiếp nữa chúng ta có từ Giả Ở đây sẽ đọc là Sha Uh, cái này là một cái từ chỉ điểm về người nó nó tương đương với lại cái khi tuổi nhưng các bạn nhìn này ví dụ shakusha tác giả chữ này sẽ đọc là mono hai chữ hàn đi với nhau nhưng chữ này lại đọc là mono trong wakamono wakamono giới trẻ ngược lại của wakamono chính là toshi yori những người già đúng không ạ uh, câu này khá là cho tôi cái sẽ chị độ chị ca quốc độ là gần đây quacamono giới trẻ Yo ghi xã đó chính là cách ứng xử ghi xã hội si này không biết cái gì Yo ghi xa hộ cách ứng xử ai ạ à? quaono giới trẻ khi nào ạ chị ca gần đây hay là gì Ngày nay, ít desu có. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ thử, mang ý nghĩa nóng. Atsui. Và ở Việt Nam được gọi là gì? Mushi atsui. Ôi bức đúng không ạ? Mùa hè của chúng ta rất là gì? Natsu và mushi atsui desu. Mùa hè oi bức, ít desu ka. Và ví dụ này. Atsui no de, karada ga darui. Darui là mệt mỏi là vẻ vải ideská và các bạn nhìn chữ hán thử ở đây với chữ hán của với chữ hán của chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ hàn mang ý nghĩa là lạnh cho nên chúng ta gọi là gì khăn à, cúc chữ hàn với chữ quốc nhưng chữ hàn nó không phải chữ này ideská Samu trong samui lạnh. Samuke. Khi các bạn vào cái thời tiết mùa đông ấy bắt đầu không khí lạnh nó nó ùa về khi đó chúng ta sẽ nói là samuke yですか? Ví dụ, tenki wa samui dake à, các bạn có thấy là cái thời tiết ở Việt Nam khi chúng ta um, bắt đầu vào lạnh và đến lúc mà um, nó xa mưa ý, không chỉ là nó lạnh đâu mà nó lại có những cái cơn mưa ý, thì cái câu này nó thể hiện là như vậy chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ trọng mang ý nghĩa nặng trọng này chu hoặc cho ví dụ thay chu cân nặng cân nặng của các bạn bao nhiêu ạ ví dụ anata wa watashi yori Jukki no thay chu ga omui anata bạn thai ga omui Cân nặng bao nhiêu zuki no mười cân nhiêu thì là hơn watashi là gì cậu cân nặng hơn tôi mười cân idiska cậu cân nặng hơn tôi cậu cân nặng hơn tôi mười cân ai chà chà như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi học xong bài học hôm nay à, Hy vọng rằng các bạn sẽ học bài này một cách thú vị hơn rất là nhiều Khi chúng ta mà mỗi một ngày vốn từ chúng ta nhiều hơn lên Và các bạn cần cái sự nỗ lực rất là nhiều Ít nhất cả Cảm ơn các bạn rất là nhiều Minha sang đồng một